Hello, xin chào các bạn. Mita đây. Mita đã quay trở lại với các bạn trong những video vô cùng tuyệt vời giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Và ngày hôm nay Mita chia sẻ với các bạn về nước ép bí đao và một số các công dụng mà bí đao mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên là các bạn tìm hiểu về dinh dưỡng trong bí đao. Một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta phải kể đến đó là nhóm vitamin nhóm B và vitamin C. Ngoài ra thì có chứa rất là nhiều muối khoáng, kẽm, kali, phosphat, sắt và chất xơ hòa tan. Cho nên là khi những người mà trong trường hợp mà gặp khó khăn trong vấn đề đường tiêu hóa thì cái bí đao này rất là tốt cho các bạn, tại vì chúng có chứa chất xơ hòa tan cho nên là dễ cho bạn đi đại tiện hơn. Ok. Thì trong y học Trung Hoa đã ghi nhận rằng là bí đao có tác dụng là làm giảm phù nề. Trong một số cái bài học về dinh dưỡng chữa lành của ngày xưa thì được ghi rằng là khi mà bạn gặp trong những cái tình huống như là bị sốt cao hoặc là bị nhiễm độc tố ở trong gan tỳ tạng thì người ta có thể sử dụng là cái súp bí đao để thanh tẩy và đẩy lùi những cái độc tố ở bên trong cơ thể của bạn ra bên ngoài. Thì những cái ghi nhận về nghiên cứu khoa học hiện đại thì các nhà khoa học đã ghi nhận rằng là bí đao có khả năng loại bỏ những cái gốc tự do bên trong cơ thể. Những cái gốc tự do này được có khi mà cơ thể của các bạn gặp phải những cái phóng xạ tự nhiên hoặc là gặp phải những cái khói thuốc hoặc là những cái ô nhiễm trong môi trường, không khí, thức ăn và vân vân, và chúng sẽ tích lũy và tạo ra bên trong cơ thể. Và cái bí đao thì có khả năng là giúp cho các bạn là loại bỏ những cái phóng xạ này. Một cái tác dụng thứ ba quan trọng nữa là cải thiện chức năng nhìn của các bạn. Thứ tư là trong cái tạp chí dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ có ghi nhận rằng là bí đao khá tốt cho tim mạch và làm giảm những nguy cơ đột quỵ. Và thứ năm đó là tăng cái miễn dịch, là do trong bí đao có một cái nguồn kẽm khá là tốt. Cho nên trong một số cái trường hợp là miễn dịch kém có thể sử dụng bí đao. Còn một số trường hợp khác như là rụng tóc nhiều ở nam giới hoặc là bị mụn nhiều hoặc là đường ruột kém thì có thể chú ý đến những cái dinh dưỡng có bí đao. Điều tiếp theo là rất là quan trọng là có thể làm giảm chứng đau nửa đầu, là do ghi nhận rằng là trong bí đao có một cái lượng vitamin B2 khá là cao, và lượng vitamin này có thể làm tăng cái sự tuần hoàn máu và giảm đi những cái chứng đau nửa đầu, cải thiện chức năng tư duy và nhận thức. Cái vấn đề này thì được ghi nhận là nó mang tính chất hơi chủ quan một chút xíu, tuy nhiên là chúng ta có thể tham khảo và chúng ta trải nghiệm xem và chúng ta chứng minh lại trên bản thân của các bạn và gia đình của các bạn. Là vì là các nhà khoa học ghi nhận rằng là trong bí đao có chứa một cái nguồn sắt khá là ổn và nó giúp cho cái sự lưu thông máu tốt hơn và máu được cung cấp đầy đủ cái oxy, chống lại những cái triệu chứng thiếu máu và đảm bảo máu lưu thông tốt đến não. Do đó là các bạn mà sử dụng bí đao thì có khả năng tăng sự tập trung và tăng cái sự trí nhớ. Ngoài ra thì bí đao còn được ghi nhận là rất là có lợi cho tuyến thượng thận, cho tuyến giáp, để chúng có thể hoạt động là bình thường. Và một cái yếu tố nữa mà những cái bạn thừa cân thì hay quan tâm đó là bí đao có khả năng giảm cân, thì các bạn có thể sử dụng bí đao, nước ép bí đao hoặc là những cái thức ăn mà có chứa bí đao có thể giúp cho cái lượng mỡ thừa bên trong cơ thể của các bạn tan đi. Nếu trong trường hợp các bạn mà gầy quá thì sử dụng bí đao không có ảnh hưởng gì lắm, nên các bạn không quá lo lắng, tại vì bí đao chỉ làm tan những cái lượng mỡ thừa thôi. Nếu bạn là thừa cân thì chúng sẽ giảm cân, mà nếu bạn mà gầy quá nó cũng không bị gầy hơn, nên các bạn đừng quá lo lắng. Có một điều rất là đặc biệt mà khiến Mita có thể để ý và trải nghiệm và cũng như muốn chia sẻ đến các bạn là Mita là một người tập yoga rất là lâu, và Mita rất là quan tâm đến những cái thuyết và những cái ghi nhận và những cái kiến thức cũng những cái trải nghiệm trong cái kiến thức yoga mang lại. Thì trong cái truyền thuyết yoga thì ghi nhận rằng là bí đao là một loại quả có nguồn năng lượng rất là cao, và cao nhất trong tất cả các loại quả. Cái nguồn năng lượng ở đây Mita chia sẻ nó không chỉ đơn thuần là năng lượng nuôi dưỡng cơ thể của các bạn ở đơn vị gọi là energy, là những cái năng lượng mà tạo ra cho bạn tiêu hao mà các bạn sử dụng, mà nguồn năng lượng ở đây nó mang cái tính chất là nếu như khi mà bạn đang vui ấy, thì bạn đang ăn một cái loại thức ăn thì bạn sẽ cảm thấy ngon hơn, vui hơn và cảm thấy như là được nuôi dưỡng nhiều hơn. Nhưng mà bạn đang buồn chán hoặc là bệnh tật, mệt mỏi, bạn không có muốn ăn gì, thì
lúc đó bạn ăn cái thức ăn vào bạn cảm thấy nó cũng không có ngon và cũng không thấy nuôi dưỡng gì cả. Thì xét ở cái khía cạnh như thế này được gọi là một cái nguồn năng lượng, thì bi đao nó có mang lại một nguồn năng lượng, một cái tần sóng rất là dồi dào và nó giúp cho các bạn có thể tươi tỉnh hơn, thoải mái hơn, khỏe khoắn hơn và vui vẻ hơn. Cho nên là trong các nha các yogis thường khuyến khích và thường xuyên sử dụng là nước ép bi đao mỗi ngày với một lượng nhỏ khoảng từng là 200ml, và sử dụng thường xuyên như vậy khoảng tới 21 đến 28 ngày liên tục thì bạn sẽ cảm thấy tinh thần của mình nó trở nên minh mẫn hơn, tươi sáng hơn và khỏe mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt về sắc đẹp, về góc độ tinh thần. Đặc biệt là những các bạn đang ở độ tuổi đi học hoặc là chuẩn bị mùa thi thì nước ép bi đao cực kỳ đặc biệt quan trọng, và thường xuyên sử dụng như vậy thì nó sẽ rất là tốt. Và những cái yogis thì họ hay đặt những cái quả bi đao trước nhà để họ đốn những cái nguồn năng lượng tích cực và tuyệt vời đến cho gia đình của họ, và nước ép bi đao hoặc là những cái thức ăn từ bi đao cũng mang lại cho họ những điều tương tự. Thì sau đây Mita chia sẻ cho các bạn là công thức làm nước ép bi đao. Nước ép bi đao vô cùng đơn giản, nhưng có một vài điều lưu ý bạn cần phải chú ý là khi làm nước ép bi đao thì bạn nên bạn ép ra rồi lấy lọc đi, lấy cái phần nước trong không thôi rồi chúng ta có thể sử dụng. Với một người có huyết áp ổn định hoặc cao thì các bạn có thể sử dụng liền ngay, không có cần phải pha chế gì thêm, và các bạn có thể thêm một chút chanh để uống nó ngon hơn. Còn nếu với trường hợp mà một số các bạn mà huyết áp thấp thì các bạn nên pha thêm với một chút mật ong, và ban đầu các bạn uống bạn cảm thấy khó khăn, không có thoải mái là do trong cơ thể của các bạn có quá nhiều độc tố, quá nhiều cái chất, cái gốc oxy hóa tự do, và khi bạn uống vào thì nó sẽ bị được đẩy lùi, và trong quá trình đẩy lùi đó thì bạn sẽ cảm thấy hơi mệt một chút xíu, hoặc là nên bạn sẽ sử dụng thêm một chút mật ong thì nó sẽ dễ hơn, hoặc bạn có thể nghỉ ngơi một chút thì nó sẽ ổn hơn. Còn trong trường hợp bạn uống vào bạn cảm thấy tươi tắn, khỏe mạnh và tinh thần đầu óc thông minh, sáng sủa, tư duy tốt hơn và trí nhớ tốt hơn mỗi ngày như vậy, có nghĩa là bạn đang có một cái tình trạng sức khỏe khá tốt và bạn nên duy trì như vậy. Và khuyến khích là một cái lượng nước ép bi đao bạn nên dùng mỗi ngày tại khoảng tầm 200ml, cho nên trở lại thôi, đừng có dùng nhiều quá, và nên dùng buổi sáng sẽ tốt hơn, và dùng khi mà bụng đói thì sẽ ok hơn là khi dùng bụng no. Nhưng trong một số trường hợp khi bạn sử dụng nước ép bi đao bạn cảm thấy nó còn cào ruột thì bạn có thể dùng sau ăn tầm 30 phút thì bạn có thể dùng được. Mình ta hy vọng rằng là cái video ngắn này giúp cho các bạn có thêm một kiến thức về bi đao và duy trì cái thói quen sử dụng những gì mà đơn giản nhất trong xung quanh nhà bạn có thể dùng. Đặc biệt là bi đao rất là dễ trồng và mình có thể bảo quản được thời gian rất là lâu. Bi đao cũng có rất là nhiều loại, một loại quả rất là dài to như thầy, những cái quả nhỏ bé ngắn gọn, thì cái quả nhỏ màu xanh nó cũng rất là tốt, và quả dài này cũng sử dụng cũng ok, không có vấn đề gì cả. Nếu bạn có thể thuận lợi trong cái việc là trồng tích trữ như thế nào thì bạn có thể sử dụng nó. Mà lưu ý, hãy chú ý là sử dụng những cái loại rau củ quả mọc và phát triển tự nhiên, hoàn toàn không hóa học. Và khi chế biến các bạn hãy mang tinh thần tươi vui, hạnh phúc, thì cái nguồn năng lượng mang lại từ cái sản nước ép này là nó có tính chất chữa lành và nó chắc phục hồi cơ thể của bạn tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy chia sẻ video này cho những người bạn của bạn, và mỗi ngày sẽ tốt hơn trong quá trình thực hành và học hỏi từ những cái bài học và từ kênh YouTube Mita Trần bạn nhé. Nếu bạn chưa phải là những người đăng ký những kênh YouTube Mita thì hãy bắt đầu đăng ký đi để không bỏ sót bất kỳ những cái bài học nào mà Mita mang lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.